Là Hầu Cách phái người tới thăm dò ta, muốn ở trước mặt đại hẳn tố cáo ta hại chết ta và cả Đa Nhi Cổ mà. Không sai, tôi đi theo Hầu Cách bối lạc lâu nay, giờ tôi làm vậy không chỉ là vì ngài mà còn vì Hầu Cách bối lạc nữa. Người muốn ta và Đa Nhi Cổ lật đổ phụ thân của hắn là bởi vì hắn. Suy nghĩ của người quá ngây thơ rồi. Nhưng đại hẳn đã có khi nào coi nghĩa là con trai của mình đâu chứ. Muốn trách thì trách Hào Cách không biết trân trọng. Bối Lạc gia đã quá lời rồi. Hào Cách Bối Lạc bao nhiêu năm trở lại đây nam chinh bắc chiến, đã tiêu diệt biết bao nhiêu ngoại xâm, nhưng mà tới nay cũng chỉ là một chức vụ cỏn con, vẫn không có được trọng dụng của đại hãn. Cho nên Bối Lạc ngại cảm thấy rất thất vọng. Còn nói nếu như thập tứ Bối Lạc lên làm đại hãn, nhất định sẽ trọng dụng mình. Hào Cách nói như vậy thật sao? Thực sự từ lâu Bối Lạc đã biết là do đại hãn dùng thủ đoạn đê hèn đánh cắp ngôi vị của thập tứ Bối Lạc. Ngài ấy nói sẵn sàng vì nước quên nhà, cùng thập tứ Bối Lạc tiến lùi bên nhau hoàn thành đại nghiệp. Thập nhị Bối Lạc cầu kiến. Mau mời vào đi. Dạ. Huynh đệ à, tối về còn tới làm phiền, vì muốn xin lỗi đệ một tiếng. Buổi sáng do thái độ của ta không tốt. Huynh khách sáo làm gì? Ngày mai là ngày dỗ ngạc nương, chúng ta hành quân ở bên ngoài không thể bái tế. Huynh đang nghĩ đợi sau khi chúng ta trở về có nên bù đắp lễ nghĩa lại không? Hay là thôi đi, lỡ như có huy động binh lực đại hãn sẽ không vui đâu. Để sợ đại hãn tới vậy sao? Ngay cả bái tế ngạc đường đều cũng để tâm tới đại hãn nữa. Đang như cổng co đầu rụt cổ như vậy làm gì chứ? Ngạc nương mất đã 9 năm, đó là một ngày trọng đại. Trước đây do không có cách nào hả, làm gì cũng phải xem sắc mặt của hoàng thái cực, nhưng mà hôm nay đệ cũng đã đầy đủ phe cánh, ngay cả một việc như vậy cũng không làm nổi. Ta nghĩ ngạc nương có ở dưới cửu tuyền cũng thất vọng như ta. Đa Nhi Cổn, để nói thật với ta đi, để có hận hoàng thái cực không? Hắn hại chết ngạc nương của chúng ta, giành lấy ngôi vị của đệ, để im lặng không lên tiếng. Không lẽ là để chấp nhận cam tâm tình nguyện nhịn nhục suốt đời sao? Những chuyện trước đây đừng có nhắc lại nữa. Cái gì không cần nhắc tới chứ, cứ để ngạc nương chết như vậy sao? Quỳnh muốn đệ phải làm gì đi? Hãy làm gì đệ nên làm, lấy gì đệ nên lấy. Cá hả? Thậm nhiên ca, bên cô ở đây sao? Ờ. Việc bái tế ngạc nương sau này sẽ nói đến. Đa Nhi Cổn, không lẽ đệ bị hoàng thái cực thuyết phục rồi sao? Đệ cũng quên luôn ngạc nương vì sao mà chết, cũng quên luôn người trong lòng của đệ bị cướp đi như thế nào. Đệ đã quên 9 năm qua chúng ta chịu nhục chịu khổ trải qua ngày tháng thế nào. Huynh thật lòng đến để khuyên đệ, thật không ngờ đệ là giả đuôi giả điếc. Thập Nhi Cá, Đa Đạt, Đa Nhi Cổn, nó chính là ý trời. Ai cũng biết rõ ý nghĩa của Ngọc Tỷ này, ai có được nó thì có thể làm hoàng đế. Không lẽ đệ không có chút động lòng sao? Chỉ là cái Ngọc Tỷ thì có thể cho ta giang sơn ngôi vị hay sao? Tại sao không thể? Nó là Ngọc Tỷ truyền quốc từ triều đại Hoa Hạ, có được nó rồi chính là có được thiên hạ. Bây giờ Ngọc Tỷ ở trong tay đệ, lại còn không phải ý trời sao? À Tế Cách, huynh thật là ngây thơ quá. Lâm Đan Hãn có được nó bao nhiêu năm nay, cuối cùng thì thế nào? Không phải là chết tại nơi quan du hẻo lánh hay sao? Còn hoàng thái cực cũng đã lên ngôi 9 năm, giang sơn triều kim ngày nay càng ngày càng ổn định, chỉ dựa vào viên Ngọc Tỷ là có thể ép hắn thoái vị sao? Thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân, ý trời ở trước mắt hả? Chúng ta chỉ là phụng theo ý trời. Đã qua bao nhiêu năm nay, chúng ta lúc nào cũng nhịn, lúc nào cũng tránh, lúc nào cũng phải chịu đựng. Là do cái gì vậy? Chẳng phải là do chúng ta không có thế lực sao? Đa Đạt, đệ thấy huynh nói có lý không? Lời của Thập Nhị Ca không phải là không có lý. Tục ngữ có nói, thân phận con người như cá trên thớt, bao huynh đệ chúng ta lúc nào cũng có thể bị người khác hại.
nhưng bây giờ đã khác rồi. Đệ là thống lĩnh 6 bộ, chỉ dưới một người và trên vạn người. Không sai, bây giờ Hoàng Thái Cực có Lưỡng Hoàng Kỳ, nhưng mà huynh đệ chúng ta cũng có Lưỡng Bạch Kỳ. Hai kỳ này quân đội tinh nhuệ rõ ràng hơn 6 Hoàng Kỳ. À Tế Cách, có phải huynh đang muốn chia các bát kỳ, chia các nội bộ tình thâm, khiến cho máu chảy thành sông? À Tế Cách, ta cũng chỉ là nghĩ cho đệ. Ngôi vị này vốn dĩ nên thuộc về đệ, hả? Chẳng qua chỉ là bị Hoàng Thái Cực tạm thời đoạt lấy mà thôi. Huynh hãy nghe cho rõ, sau khi đi ra khỏi cửa này, những lời khi nãy huynh vừa mới nói toàn bộ nuốt hết vào trong đi. Đã như cổng cả, huynh cũng nên suy nghĩ lại đi. Bây giờ ngọc tỷ truyền quốc này đã nằm trong tay của huynh, cũng chứng minh đây là ý trời. Chúng ta nhẫn nhịn cũng bao nhiêu năm nay rồi, cuối cùng cũng đợi đến cơ hội này rồi, sao huynh lại đạp đổ đi hết chứ? Tất cả hãy câm miệng hết cho ta. Thập Nhị Thúc về rồi hả? Thế nào rồi? Không thế nào hết. Tên Đa Nhị Cổn, hắn rất đồng lòng muốn cùng phụ hãn con, vốn dĩ không bị ta thuyết phục. Không lẽ Thập Tứ Thúc một chút động lòng cũng không có sao? Bây giờ đổi lại, ta đang lo là hắn sẽ quay ngược lại cắn ta đây. Làm gì có, Thập Nhị Thúc. Nói thế nào Thúc cũng là thân huynh của hắn. Hơn nữa thì nói không chứng cứ, hắn cũng không ngu xuẩn như vậy đâu. Thập Nhị Bối Lạc, ngài đừng tức giận. Nếu như gan hắn đã nhỏ như vậy, vậy thì chúng ta... Được, để cho hắn làm triệu khuôn dẫn. Triệu khuôn dẫn? Đúng vậy. Hào Cách, con đó, con trẻ tuổi như vậy vẫn còn yếu kém. Thập Nhị Thúc hôm nay nói con nghe, Tống Thái Tổ triệu khuôn dẫn, năm đó ngài cũng không muốn xưng đế, do đại tướng dưới tay của ngài đưa cho ngài áo hoàng bào, ép ngài làm hoàng đế. Từ đó về sau, Tống Thái Tổ triệu khuôn dẫn trở thành một vị minh quân khai quốc. Cao, Thập Nhị Thúc thật sự rất cao. Thập Nhị Thúc, việc tiếp theo sao phải trông cậy vào Thúc rồi. Tiểu Điệp, ngày sau còn phải nương nhờ nhiều vào Thúc. Đại Nhị Cổn, không lẽ đệ đã bị Hoàng Thái Cực thuyết phục rồi sao? Đệ cũng quên luôn ngạc đơn vì sao mà chết, cũng quên luôn người trong lòng đệ bị cướp đi thế nào. Đệ đã quên 9 năm qua chúng ta phải chịu nhục chịu khổ trải qua ngày tháng thế nào. Quên thật lòng đến được khuyên đệ, thật không ngờ đệ lại giả đuôi giả điếc. Ngạc nương, ngạc nương. Con à, con đừng khóc, phải kiên cường lên. Ngạc nương, ngạc nương, ngạc nương, ngạc nương. Hả? Các ngươi làm gì vậy? Cái gì vậy? Các ngươi làm cái gì vậy? Đại Nhị Cổn, Đại Nhị Cổn. Ngọc Nhi, Đại Nhị Cổn. Cả, Ngọc Nhi, cả, cả, cả. Không lẽ đây thực sự là ý trời? Không lẽ đây chính là ý của ngạc nương ở trên trời sao? Mình nên làm gì đây? Hoàng Thái Cực cũng là huynh trưởng của mình, mấy năm nay đối với mình có tốt hơn, nhưng hắn cũng là kẻ thù của mình. Mối thù giết mẹ, mối thù giành ngôi. Còn có Ngọc Nhi, hắn giành đi những gì thuộc về mình, lại đưa cho mình những gì hiện nay. Ngạc nương, bây giờ con phải làm sao đây? Đại Nhị Cổn, xem nè, hãy xem đây là cái gì. À Tế Cách, huynh làm gì vậy? Huynh muốn tạo phản sao? Là đệ muốn tạo phản đó. Huynh đang nói bậy cái gì đó, mau đem nó trở về đi.
ý trời định rồi. Xin mời thập tứ Bối Lạc đăng ngôi vị. À, Tế Cách, huynh đã điên rồi phải không? Ca, huynh cũng đã hứa rồi mà. Đa Đạt, đây cũng cùng với huynh ấy phát điên sao? Ca, bởi vì Ngạc Nương, bởi vì Ngọc Tỷ, xin huynh hãy đăng ngôi. Đúng vậy, xin hãy đăng ngôi. Các người như vậy là muốn Trần Kiều nổi loạn. Trần Kiều nổi loạn? Ngay cả hoàng bào cũng đã chuẩn bị cho ta, rõ ràng là muốn để ta làm Triệu Khuôn Dẫn sao? Đúng vậy, đây là Triệu Khuôn Dẫn. Nhưng mà Trần Kiều lại là người gì? À, Tế Cách. Ca, điều này huynh cũng không biết. Ở Trần Kiều này cũng chính là nơi Triệu Khuôn Dẫn xưng đế. Huynh chỉ biết đến Triệu Khuôn Dẫn mà không biết Trần Kiều. Rõ ràng là có người đang xúi dục muốn ép ta tạo phản. Nói đi, cuối cùng là ai xúi dục huynh làm như vậy? Có phải là Hào Cách hay không? Để làm sao biết được. Nhưng mà Hào Cách cũng đồng ý để đệ lên ngôi đại hẳn. Hắn? Đầu óc của hắn có vấn đề phải không? Hắn muốn ta làm đại hẳn giết phụ hãn của hắn. Quan hệ của Hào Cách với Hoàng Thái Cực đâu phải là đệ không biết. Hắn nói còn hơn là bị phân biệt, thà là đại nghĩa diệt thân. Mấy lời nói bậy của hắn mà huynh cũng tin? Vì vậy rõ ràng là muốn một mẹ tóm hết huynh đệ chúng ta, sau đó tới làm công lớn với Hoàng Thái Cực. Không phải đâu, chúng ta đã uống máu ăn thề rồi. Uống máu ăn thề? Nếu như hắn thực sự muốn đích thân mưu sát phụ hãn, vậy máu của hắn cũng là máu bẩn thôi. Hay là để đi giết chết tên Hào Cách này? Phải đó, nếu như đệ nghi ngờ hắn, vậy thì hãy xử lý hắn luôn đi. Huynh đệ, dựa vào thực lực hiện tại của đệ còn phải sợ Hoàng Thái Cực sao? Đây không phải là chuyện sợ hay là không sợ. Vấn đề là giết chết Hoàng Thái Cực ta có thể ngồi nói ngay vàng sao? Các người thực sự ngây thơ như vậy? Ngây thơ? Kẻ thua làm giặc, kẻ thắng làm vua là đạo lý từ trước tới giờ rồi mà. À, Tế Cách, để biết rõ tâm ý của huynh là gì. Huynh đang muốn lấy lại chính Bạch Kỳ của mình về sao? Nhưng huynh thấy rồi đó, khi Bạch Kỳ nằm trong tay của huynh hay trong tay đệ nó sẽ thế nào? Huynh sau này nhất định sẽ có cơ hội để cho huynh dẫn binh chính Bạch Kỳ. Bất luận như thế nào, ba người chúng ta là huynh đệ ruột thịt. Ngạc Nương đã hy sinh như vậy, chủ yếu là muốn ba người chúng ta sống tốt kìa. Để không muốn nhìn thấy huynh có chuyện. Triều Kim hiện tại tuyệt đối không thể nội chiến. Giả dụ hôm nay ta khởi binh tạo phản, không phải là đã chịu theo ý nguyện của Triều Minh sao? Vậy tới lúc đó Triều Minh thừa cơ tấn công, Triều Kim sẽ nguy hiểm như thế nào? Phụ hãn khó khăn lắm mới giành được Giang Sơn, chẳng lẽ để nó bị chôn vùi trong tay chúng ta? Nếu thực sự có ngày đó sống chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chúng ta làm sao tạ lỗi với linh hồn của phụ hãn và Ngạc Nương ở trên trời? À, Tế Cách, sứ mệnh của chúng ta và sứ mệnh của Triều Kim cũng giống như nhau thôi. Các người có biết là sao ta bao nhiêu năm nay cứ phải nhẫn nhịn không? Huynh cho rằng để là vì Hoàng Thái Cực hay sao? Thập Nhi Ca, lần này huynh hãy nghe lời của Thập Tứ Ca đi. Con người Hào Cách độc ác nham hiểm, luôn muốn tiêu diệt chúng ta. Nếu như hắn đã muốn ta chết như vậy, thì nhất định sẽ dùng hắn cho việc lớn. Hào Cách. Thập Nhi Thúc, thế nào rồi? Thập Tứ Thúc có hứa hay không? Hắn có thể không hứa sao? Trong lúc ta đến đó, hắn còn đang ôm lấy Ngọc Tỷ, không muốn buông tay ra kìa. Tốt quá rồi. Cát. Đại hãn. À, Tế Cách trước đây đã phạm nhiều tội, nên xin đại hãn tha thứ cho. Thập Nhị Ca, huynh nói khách sáo quá rồi. Sau này huynh đệ ba người chúng ta còn phải cùng nhau tiến vào Trung Nguyên hùng bá thiên hạ. Đúng vậy, ở Triều Kim nhà ta chỉ có thập tứ huynh đệ, không, chỉ có đại hãn mới có thể tiến Trung Nguyên. Nói hay lắm, cạn đi. Cạn, nè, cạn. Cạn đi. Bố Lạc Gia, tình hình thế nào? Hà Lạc Hậu vừa đi đã chạy về doanh trại của Hào Cách rồi. Theo sát cho ta. Dạ. À, Tế Cách, bây giờ thì huynh đã tin lời của đệ nói hay chưa? Hào Cách là một tên vô liêm sĩ, cũng nham hiểm y như A Mã hắn vậy. Được rồi, trong thời gian này chúng ta cùng nhau cẩn thận mà hành sự, tuyệt đối không để lộ sơ hở. Cũng đã phiền phức như vậy rồi, vậy thì đào một cái hố cho hắn tự nhảy vào.
tự nhảy vào. Tự nhảy vào thì không còn vui nữa đâu. Hắn không phải muốn chơi với ta sao? Như vậy thì ta sẽ theo đến cùng. Đa đàn, đem nó đốt đi. Bối Lạc Gia, tình hình thế nào? Xem ra lời A Tế Cách nói đều là thật. Mới khi nãy huynh đệ ba người họ còn uống rượu chúc mừng nữa. Uống rượu chúc mừng? Thứ không biết sống chết là gì mà. Ta chờ xem bọn chúng uống rượu tại pháp trường. Bối Lạc Gia quả nhìn cao minh. Bối Lạc Gia còn phải viết một lá thư, tệ chức lập tức hồi kinh bẩm báo đại hãn. Ngươi đi ngay trong lúc này, không sợ bị bọn đa như cổ nghi ngờ hay sao? Việc này không thể chậm trễ. Bối Lạc Gia ngài không tiện rời khỏi. Vì vậy á, hãy để cho tệ chức một mình lên đường. Như vậy cũng tốt. Ngài cứ nói là đã phải thần đi quyết động lương thảo. Được. Nô tài Hà Lạc Hội tham kiến đại hãn. Hà Lạc Hội, lần này đã đánh rất đẹp, không tốn một binh một chốt đã có thể thu tóm toàn bộ bộ tộc Sát Cấp Nhĩ. Hào Cách Bối Lạc nói đây toàn là công lao của hai vị thúc thúc, ngài ấy chỉ là đứng ở bên cạnh phủi tay một chút mà thôi. Nó nói vậy hay sao? Không lẽ đi đánh giặc một trận lại khiêm tốn vậy à? Hào Cách Bối Lạc nói chỉ dựa vào mưu trí của ngài ấy làm sao sánh nổi thập tứ Bối Lạc. Đó mới là người có năng lực sẽ làm thành việc lớn. Nói ngày thường không phải rất không phục Đa Nhĩ Cổn sao? Đại hãn, Hào Cách Bối Lạc nghi ngờ thập tứ Bối Lạc mưu đồ tạo phản. Hả? Thập tứ Bối Lạc khi báo tin mừng có thể sẽ dâng cho ngài một món báu vật. Là báu vật gì? Quả nhiên không nhắc tới việc này rồi. Xem ra hắn quả thật muốn nuốt trọn báu vật, quyết định tuân theo ý trời. Hà Lạc Hội, rốt cuộc là người có ý gì? Đại hãn, lần này nguy rồi. Ngọc tỷ truyền quốc của Đại Phúc Tấn Sát Cấp Nhĩ Tô Thái dân tặng cho Lâm Đan Hãn chính là Ngọc tỷ Nguyên Thuận Đế đã làm mất. Ngọc tỷ truyền quốc? Ngọc tỷ đó sao? Ở chỗ của thập tứ Bối Lạc. Hơn nữa khi báo tin mừng hắn đã không nhắc đến, nhưng ngày thường cũng không hề nói một lời với Hào Cách Bối Lạc Gia. Hắn làm như vậy là có ý gì? Đại hãn, ý nghĩa của viên ngọc tỷ trấn quốc ngài nhất định là biết rõ. Nó tượng trưng cho quyền lực tối cao nhất. Không lẽ hắn muốn chiếm đoạt viên ngọc tỷ trấn quốc này? Nô tài nhiều chuyện. Đại hãn, đây chính là mật thư của Hào Cách Bối Lạc gửi. Hà Lạc Hội, những lời hôm nay mà ngươi nói nếu như không phải là sự thật, cẩn thận ta xử tội của ngươi đó. Nếu như nô tài nói bậy sẽ tùy cho đại hãn xử lý. Vì như vậy lễ giao kề ngay trên cổ, Hào Cách Bối Lạc cũng không dám tùy tiện phái nô tài bẩm báo với hoàng thượng. Ngọc tỷ truyền quốc, tên Đa Nhĩ Cổn này muốn làm cái gì đây? Mặc Nhi, muội thực sự nghe hai người họ nói vậy sao? Ừ. Vậy giờ phải làm sao? Không lẽ viên ngọc tỷ truyền quốc thực sự đang trong tay Đa Nhĩ Cổn? Không lẽ Đa Nhĩ Cổn đã động đến suy nghĩ không nên có? Cách cách, cái gì mà ngọc tỷ, sao căng thẳng vậy? Viên ngọc tỷ truyền quốc này là từ thời đại Tần Thủy Hoàng truyền đến nay, tất cả những người muốn ngồi lên ngai vàng đều muốn có được viên ngọc tỷ đó. Chỉ cần giành được viên ngọc tỷ này mới chính là chính thống. Từ đó đến nay, những người đang ngôi hoàng đế mà không lấy được viên ngọc tỷ đó sẽ bị người đời châm biếm là hữu danh vô thực. Viên ngọc tỷ này ở Trung Nguyên qua Hạ thất truyền đã hơn 1000 năm, không ai tìm được. Cho đến cuối triều nhà Nguyên, Nguyên Thuận Đế mất nước tháo chạy, sống chết không rõ. Từ đó ngọc tỷ cũng không rõ tung tích. Tô Mạc Nhi,
Muội còn nhớ một truyền thuyết trên thảo nguyên ta không? Là truyền thuyết nào? Viên ngọc tỷ này sau hơn 200 năm không rõ tung tích thì đột nhiên lại được một người chăn dê phát hiện ra. À, muội nhớ ra rồi. Truyền thuyết kể có một người chăn dê đang chăn thả cả một đàn dê, nhưng có một con 3 ngày 3 đêm không ăn cỏ, cứ đứng ở đó dùng móng để đào đất. Tên chăn dê này cảm thấy kỳ lạ, mới dùng cây cuốc đào đất lên, kết quả phát hiện một viên ngọc tỷ. Trí nhớ của muội cũng không tệ. Lão tiền bối còn kể, ai có được viên ngọc tỷ này thì người đó chính là hoàng đế. Cho nên Lâm Đăng Hãn và Sát Cấp Nhĩ lấy được viên ngọc tỷ này thì đã xưng bá thảo nguyên 10 mấy năm. Viên ngọc tỷ này, trời ơi, không lẽ nào? Nếu như đại hãn biết được thập tứ gia lấy được viên ngọc tỷ và giấu đi thì... Đại hãn đã biết hết rồi. Chẳng trách đại hãn lại nổi trận lôi đình như vậy. Vấn đề là Đa Nhĩ Cổn thực ra là cố ý hay là vô tình đây? Quỳnh ấy còn đang ở Sát Cấp Nhĩ lo việc mai táng. Thật sự không biết Quỳnh ấy đang nghĩ gì nữa. Đại hãn đến. Trời ơi, không biết đại hãn đại giá quang lâm, thần không kịp tiếp đón. Không cần hành lễ, hạ thần có tội. Phạm tiên sinh, sức khỏe đã đỡ hơn chưa? Những ngày này ta bận tối tăm mặt mũi, đến nỗi không có thời gian tới đây thăm ông. Đại hãn ngày bận trăm việc, nào dám phiền đại hãn đích thân đến thăm thần. Phạm chương kinh, đây là một số thuốc đại hãn kêu ngự y đặc biệt chuẩn bị, còn có một số nhân sâm nhung hưu đại hãn nói là chuẩn bị cho ngài chăm dưỡng sức khỏe. Thần không thể thượng triều góp sức cho đại hãn, còn phiền đến đại hãn hao tâm như vậy, thật sự là có tội quá. Phạm tiên sinh, ông vì quốc sự mới hao tâm phát bệnh đều là do trẫm chưa phân bổ đúng chức trách cho các khanh. Đại hãn ngài đừng nên nói vậy, là thần không biết lượng sức mình. Phạm tiên sinh, ông vì quốc sự cúc cung tận tụy, ta cảm động lắm. Hãy mau dưỡng bệnh cho tốt, sớm ngày bình phục lại. Phạm chương kinh, 2 ngày nay không có ngài, đại hãn với một số việc đều không thể cân nhắc. Đại hãn nói là đợi sau khi ngài chữa khỏi bệnh sẽ cùng nhau định đoạt đó. Đại hãn coi trọng như vậy, thần hết sức lo sợ, không biết báo đáp thế nào mới tốt đây. Sớm ngày bình phục chính là báo đáp rồi hả? Thần nguyện mau chảy đầu rơi cũng sẽ báo đáp đại ơn của đại hãn.
Đại hãn, hai tên tội phạm này đã bị thần thẩm tra rồi. Bọn chúng cũng công khai mọi chuyện. Chúng nói thế nào? Những tên này thuộc một băng nhóm, là tổ chức Thu Diệp Hội. Thu Diệp Hội à? Đúng vậy. Tổ chức này ẩn nấp tại Thịnh Kinh đã lâu, chuyên môn phụ trách hành động ám sát. Mục tiêu hành động của bọn chúng chính là nhằm vào đại hãn người. Thành viên của tổ chức này ẩn náu rất kín, cũng đã cài người thâm nhập vào được nội bộ Bắc Kỳ để thu thập tin tức tình báo. Hai ngày trước người của ta bị ám sát cũng do bọn chúng chủ mưu. Những tên này nguồn gốc ra sao? Thần đã điều tra qua rồi. Những tên này với thuộc hạ của Diên Sùng Quán không có liên quan gì, là do người bên cạnh Sùng Trinh trực tiếp điều khiển. Sùng Trinh, hẹn gì hắn muốn lấy mạng của ta? Triều Kim nổi dậy đã trở thành tai họa lớn nhất cho triều nhà Minh. Một núi không thể hai cọp, sức mạnh của đại hãn to lớn cũng đủ làm Sùng Trinh ăn ngủ không yên rồi. Đại hãn yên tâm, thần nhất định sẽ điều tra đến cùng, tiêu diệt triệt để phần tử Thu Diệp Hội. Việc này nhất định phải nghiêm trị. Không chỉ là tiêu diệt mấy tên thích khách, mà còn điều tra nội bộ Bắc Kỳ, xem có ai đáng nghi ngờ. Khi điều tra ra, bất kể chúng có thân phận địa vị gì, đều phải xử nghiêm. Ở đây nguy hiểm, xin ngài hãy đi trước đi. Sợ tội tự sát à? Dạ, đại hãn. À, Ý Hồng Quyển là tên đứng đầu bảng, là thành viên quan trọng của Thu Diệp Hội. Hắn và thuộc hạ của hắn đã ít nhất 3 lần lên kế hoạch hành động thích sát người, đáng tiếc chưa lần nào thành công. Còn những người khác? Hai kẻ trốn thoát giờ đã bị bắt giữ. Đại hãn yên tâm, thần sẽ điều tra đến cùng, đem bọn chúng toàn bộ giải về quy án. Đại hãn, chúng ta có cần cho người lấy mạng tên bên cạnh này không? Việc đi tay chân của Sùng Trinh để làm gì chứ? Việc được một tên, bọn chúng sẽ lại tìm ra một tên khác. Cái mà ta muốn không chỉ là ngôi vị hoàng đế, mà là sự rạng danh của một đế quốc. Dạ, khí phách của đại hãn, tế nhị cấp lãng xin nghe. Đại hãn nói. Đại hãn, trong đống quan tàng ở Ý Hồng Nguyễn thường tìm thấy cái này. Đại hãn, thần không dám khẳng định Thu Diệp Hội và Thập Tứ Gia có thông đồng với nhau hay không, nhưng mà miếng lệnh bài này thực sự khiến ta nghi ngờ. Một bên bình lặng, một bên nổi dậy. Hay cho người đa nhĩ cổn. Xem mụi cười kìa. Đại hãn đến. Đại hãn. Dân ca, hãy mau đi chuẩn bị thức ăn ngon dọn lên đi. Dạ. Mạn Nhi, ngươi cũng đi giúp một tay đi. Dạ. Đại hãn, mặc dù thiếp biết người không thích sự phô trương, nhưng mà hôm nay là sinh thần của người, nên muội mới kêu Ngọc Nhi và Hải Lan Châu cùng nhau đến đây chúc mừng người một chút. Đại hãn, mấy ngày nay có phải tâm trạng của người không vui không? Đại hãn dùng thiện thôi. Đại hãn mời người dùng thiện. Từ ngày sau khi Hà Lạc Hội trở về, thiếp thấy tâm trạng của người không còn được vui nữa. Nếu như người mà nàng tin tưởng nhất, coi trọng nhất lại ở phía sau đâm nàng một nhát, nàng sẽ làm thế nào?
ai lại to gan như vậy? Làm sao có thể được chứ? Xem ra tâm huyết và tấm lòng lần này của trẫm đã uổng công rồi. Đại hẳn, con sói này vẫn không thể dạy dỗ được. Đại hẳn, người đang nói ai vậy? Được rồi, không nói nữa. Dung Thiện, nha, ngồi đi. Có chuyện rồi, nhất định Đại Nhị cũng ở đây đã có chuyện. Thập tứ gia từ sát Cáp Nhĩ khải hoàng hồi triều, đêm nay đóng quân ở ngoại ô, phải làm sao đây? Bữa nghìn đón ngày mai, ta lo lắng sẽ có máu đổ đổ rơi. Cách, người hãy mau nghĩ ra cách cứu thập tứ Bối Lạc, còn thập ngũ Bối Lạc nữa. Không được, ta phải viết lá thư cho Đại Nhị cũng báo với huynh ấy tình hình ở đây. Cách, muội đi. Không được, muội đi không thích hợp, lỡ như bị phát hiện sẽ hại chết huynh ấy, dù nhảy xuống hoàng hà cũng không thể rửa sạch tội danh. Vậy phải làm sao? Tô Mạc Nhi, hôm nay là 15 mà. Dạ. Tiểu Ngọc Nhi nhất định sẽ đi đến Thiên Ninh Tự thắp nhang cho ngạc nương cô ấy. Muội hãy mau đến đó một chuyến đi. Thập tứ Phúc Tấn, thập tứ Phúc Tấn, ngươi không lo ở trong cung lo hầu hạ, chạy đến đây làm gì? Có thể tìm một chỗ nói chuyện không? Có chuyện gì mà không thể nói giữa Thanh Thiên Bạch Nhật chứ? Là cách kêu ta đến tìm cô. Đi tìm ta? Điều này quá thực là nực cười. Liên quan đến việc của thập tứ gia. Thập tứ Phúc Tấn, cách nhờ cô đem bức thư này đưa cho thập tứ gia. Đưa thư? Thư tình sao? Thế giới này chắc bị đảo lộn lại rồi, còn kêu ta đưa thư tình giúp nữa. Bức thư này rất quan trọng. Có quan trọng cũng không thể như vậy được. Coi Tiểu Ngọc Nhi ta là ai hả? Còn dám kêu ta giúp đỡ. Thập tứ Phúc Tấn, sự việc không như cô tưởng tượng đâu. Không phải như vậy thì thế nào? Cô ta với Nhĩ Cộm lén lút không chỉ 1-2 năm. Ngươi tưởng rằng ta không biết hả? Sự việc quả thật không phải như cô tưởng tượng. Bức thư này liên quan đến tính mạng của thập tứ gia. Nếu như có cách để giải quyết, nhất định đã không nhờ đến cô rồi. Cách nói, cô muốn mắng thì cứ mắng, nhưng mà việc này vẫn phải cầu xin cô giúp đỡ. Ta nói người nghe, ta không nhận muốn mắng mà còn muốn trị cô ta. Bao nhiêu năm nay cô ta lấy đi trái tim của Đa Nhĩ Cổn, ta chỉ là không muốn Đại Hạng mất mặt mới không tìm cô ta, cũng không gây sự. Tốt quá rồi còn gì. Coi Tiểu Ngọc Nhi ta như chết rồi đúng không? Hay là muốn leo lên đầu ta ngồi? Thập tứ Phúc Tấn, nếu cô không muốn cứu thập tứ gia thì thôi đi. Cô nhẫn tâm nhìn ngày ấy xảy ra chuyện vậy thì thôi. Cô muốn trở thành quá phụ cũng mặc kệ cô. Đúng là uổng công cách đã lo lắng như vậy. Người đứng lại, đưa thư cho ta. Phúc Tấn, xin đừng xem. Cách đã căn dặn bức thư này phải giữ nguyên dạng đưa cho thập tứ gia. Nếu như trên đường xảy ra sơ suất, hậu quả không thể nào lường được. Xin đừng mở ra mà. Nghiêm trọng vậy sao? Nội dung trong thư Phúc Tấn cô không biết vẫn sẽ tốt hơn. Cách có nói, cô mặc dù đôi lúc tính tình nóng nảy, nhưng bản chất vẫn là một người hiểu biết lý lẽ, biết phân rõ nặng nhẹ. Đây cũng là điều tốt cho thập tứ gia Phúc Tấn. Đứng dậy đi. Cách căn dặn, sau khi cô được vào doanh trại, sẽ có một vài việc nhất thiết phải làm theo. Đa Nhĩ Cổn, để nói quan thái cực này sẽ xử lý chúng ta thế nào đây? Hắn còn cần chúng ta giúp hắn bình thiên hạ. Hắn không bằng công chứng thì cần gì phải hạ thủ với chúng ta. Báo. Vào đi. Thập tứ Bối Lạc, Đại Hãn truyền lệnh ngày mai trở về dặn ngày và thập nhị Bối Lạc, thập ngũ Bối Lạc và còn có Hào Cách Bối Lạc chỉ cần đem theo một đội quân đến. Được, ngươi lui ra đi. Dạ. Ca, tên quan thái cực này rốt cuộc có ý gì? Không lẽ hắn thực sự muốn hạ thủ chúng ta? Đa Nhĩ Cổn, theo như ta thấy, hay là chúng ta làm ngược lại, đem binh trực tiếp tiến vào trong. Tiến vào trong? Huynh cho rằng hoàng thái cực sẽ không có chuẩn bị sao? Hắn ngồi đợi ta tạo phản sao? Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao mới tốt đây?
Hoàng Thái Cực suy nghĩ tỉ mỉ, ta nhất thời vẫn không đoán ra được. Đứng lại! Cản ta làm gì? Phía trên có lệnh, từ sau giờ thân bất kỳ ai cũng không được ra vào thành. Mở to con mắt nhà ngươi mà xem rõ ta là ai. Hôm nay nếu ta không đến doanh trại, Bối Lạc gia sẽ đem những con hồ ly tinh đó vào trong nhà. Tránh ra! Đại Nhĩ Cổn đang ở đâu? Ở bên này. Đại Nhĩ Cổn, chạy đứng lại cho ta. Sao nàng lại tới đây? Đám nữ nhi của Sát Cáp Nhĩ đâu? Quỳnh giấu bọn họ ở đâu? Nàng nói cái gì? Đại Nhĩ Cổn, chàng tưởng thiếp không biết đúng không? Chàng đi Sát Cáp Nhĩ đem về bao nhiêu hậu cung mỹ nữ. Diễm phúc của chàng thật không tệ. Nàng đó, nàng nhỏ tiếng một chút có được không? Kỳ thiếp nhỏ tiếng, thiếp nói chàng nghe, nếu như chàng muốn đem những ả đó trở về nhà, thiếp không nói đùa đâu. Vào trong cho ta. Vào trong. Buông tay thiếp ra, chàng làm tay thiếp đau quá. Ở nhà làm loạn còn chưa đủ sao? Còn chạy tới đây làm ta mất mặt nữa. Tình nhân trong mộng gửi thư cho chàng, còn không mau mở ra xem. Ngày mai nếu như chàng đem mấy ả Mông Cổ đó về nhà, thiếp sẽ không sống nữa. Nếu chàng không xem thiếp ra gì nữa, hôm nay thiếp sẽ chết cho chàng xem. Đại Nhĩ Cổn, sao rồi? Chuyện lá thư, nàng tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai hết. Thiếp biết rồi, nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Tốt nhất nàng không biết thì vẫn hay hơn. Nàng đã giúp ta một việc rất lớn, Tiểu Ngọc Nhi, xin đa tạ nàng. Ở đây ta tiễn nàng đi, thiệt thòi cho nàng một chút. Đi. Không lóc cái gì, còn khóc nữa sao? Chuyện của đàn ông nàng bớt lo lại đi. Nếu nàng còn tiếp tục gây sự như vậy, ngày mai ta trở về bẩm báo với đại hãn cho nàng về nghỉ ngơi. Chàng đi đi, tốt nhất bây giờ chàng hãy đi nói với đại hãn xem đại hãn bên ai. Nàng làm loạn đủ chưa vậy? Đừng ở đây làm ta mất mặt nữa có được hay không? Đi. Ta không cho chàng đem nữ nhi Sát Cáp Nhĩ đó về phủ, ta không cho phép đó. Làm loạn như vậy chưa đủ sao? Quay về đi. Ca, chuyện gì vậy? Làm chuyện gì vậy? Được rồi đại tẩu, tẩu trở về trước đi. Tẩu như vậy khó coi lắm. Khó coi như vậy đó. Đang nhĩ cổn, ta không đùa với chàng đâu. Nàng ca, đừng tức giận nữa, đại tẩu là như vậy mà. Đúng vậy đó Nhĩ Cổn, cô ấy cũng là nữ nhi, khóc lóc là lối, chấp nhất bởi làm gì. Trong thư viết gì? Việc này phải làm thế nào đây? Nhớ kỹ, sau này làm bất cứ việc gì tuyệt đối không được manh động, ngay cả nói cũng phải cẩn thận. Lát nữa ta sẽ thăm dò hắn. Nếu như hắn vẫn còn không muốn đem ngọc tỷ giao ra thì kim bài đó không có đổ quan cho hắn. Trong lúc ta giơ lệnh bài ra cho ngươi, ngươi phải liền trực tiếp dẫn binh xông vào bắt lấy hắn. Dạ. Tham kiến đại hãn. Tham kiến đại hãn. Bình thân. Đại Nhi Cổn, các ngươi lần này lập được đại công, thâu tóm bộ lạc Sát Cáp Nhĩ, giải quyết triệt để mối lo sau này của nhà Kim. Đều do đại hãn anh minh, đại hãn bày mưu tính kế, Đại Nhi Cổn chẳng qua chỉ nghe theo sự sắp đặt của đại hãn. Đêm linh cửu Lâm Đăng Hãn an táng long trọng, ta không có chỉ thị cho khanh, nhưng lại làm rất tốt, có khí phách.
Đại Hãn luôn coi trọng kỳ tài. Thần nghĩ Đại Hãn có ở tiền tuyến nhất định cũng sẽ làm như thần. Lâm Đăng Hãn dù sao cũng một đời anh hùng, mặc dù bại trận nhưng vẫn đáng được nhận sự tôn trọng. Xem ra thập tứ đệ thật sự trưởng thành rồi. Điều do Đại Hãn một tay chỉ dạy. Lần này ngoại trừ thâu tóm bộ lạc Sát Cấp Nhĩ, cũng có đạt được vật gì khác hay không? Có. Hậu cung gia quyến Sát Cấp Nhĩ, tiểu thái đầu hàng Triều Kim, thần điều đem theo bọn họ trở về. Được, ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho họ. Còn có gì khác không? Xin Đại Hãn chờ chút. Đại Hãn, tộc Sát Cấp Nhĩ chỉ để biểu thị thành ý, đặc biệt dân tặng bảo vật. Là bảo vật gì? Ngọc tỷ Triều Quốc, Triều Đại Hoa Hạ. Vậy tại sao Khanh không nhắc đến trong tình báo? Đa Nhĩ Cổn là bởi vì bảo mật. Không những không nhắc đến trong tình báo, trên dưới toàn quân cũng tuyệt đối không hề tiết lộ nửa lời. Tại sao? Ngọc tỷ Truyền Quốc là báo vật quý giá, Đa Nhĩ Cổn sợ có sơ suất gì sẽ gánh không nổi, nhất định tận tay đem về dâng lên Đại Hãn. Thậm chí cả Hào Cách người cũng không tiết lộ. Đa Nhĩ Cổn cũng không có tiết lộ. Con người của Hào Cách tính tình thẳng thắn, thần sợ lỡ như vô ý tiết lộ ra sẽ thành việc ngoài ý muốn, giữ không kỹ sẽ có thể đụng đến đầu của kẻ khác. Kể từ thời Tần, Dương đế Triều Đại Hoa Hạ đều tìm kiếm ngọc tỷ này, tranh giành viên ngọc tỷ này. Đa Nhĩ Cổn tuyệt đối không dám xem thường phớt lờ, sợ lỡ như tin tức truyền ra ngoài, trên đường quay trở về triều sẽ không thuận lợi. Ngoại trừ Sát Cấp Nhĩ, vẫn còn hai bộ lạc khác, còn có bộ lạc Liêu Đông Quang Ninh, rồi những thế lực khác của nội quan. Nếu không khéo sẽ rất phiền phức. Ngọc tỷ Truyền Quốc tượng trưng cho quyền lực hoàng đế, người nào có được cũng phải nghe theo ý trời. Đa Nhĩ Cổn tuyệt đối không hề dám xem nhẹ. Lỡ như có chuyện gì sơ suất, Đa Nhĩ Cổn không thể gánh giác. Vì vậy những ngày này thần luôn cẩn trọng dè dặt, kề sát không rời. Trong lòng luôn nghĩ, không để xảy ra sai sót, mình năng vô sự đem quốc tỷ về triều dâng lên Đại Hãn, như vậy mới là hoàn thành nhiệm vụ. Đa Nhĩ Cổn, xem ra lần này thật sự vất vả cho Khinh. Vì nhà Kim, vì Đại Hãn, Đa Nhĩ Cổn trung thành báo quốc, nguyện máu chảy đầu rơi. Hay cho trung thành báo quốc, hay cho máu chảy đầu rơi. Hay. Xin Đại Hãn tha cho Nhĩ Cổn cố ý che giấu việc này. Cũng xin Đại Hãn tha cho Đa Nhĩ Cổn lúc nào cũng phải luôn cẩn thận dè dặt. Ngọc tỷ Truyền Quốc của Triều Đại Hoa Hạ đã thuộc về Hãn Dương Đại Kim. Điều này cho thấy Đại Hãn ta là hoàng đế đương truyền, ý trời đã định, là hoàng mạch chính phái của thiên hạ ngày nay. Đại Hãn nhất định sẽ chỉ huy chúng ta tranh giành Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ. Hay, 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 hay.